Khối lượng giao dịch chứng khoán là gì? Tìm hiểu A đến Z nội dung bài viết khối lượng giao dịch volume là gì? Cách tính volume, diễn giải mối tương quan giữa giá và khối lượng giao dịch, chỉ báo sử dụng phân tích khối lượng giao dịch, vai trò và ý nghĩa của khối lượng giao dịch là gì? Y, khối lượng giao dịch volume là gì? Khối lượng giao dịch volume là số lượng đơn vị cổ phiếu được giao dịch trong khoảng thời gian nhất định, thường sẽ mặc định là một ngày. 2. Vai trò và ý nghĩa của khối lượng giao dịch là gì? Thể hiện tính thanh khoản của thị trường. Cổ phiếu nào có khối lượng giao dịch lớn thì thuận tiện cho việc mua bán hơn. Điều này cũng giúp cho việc mua bán cổ phiếu trên sàn gần với giá trị thực của nó hơn và biểu đồ phân tích kỹ thuật ít bị nhiễu hơn. Khối lượng giao dịch có vai trò quan trọng trong phương pháp phân tích kỹ thuật nhờ nó mà nhà đầu tư có cái nhìn rõ nét hơn về thị trường hiện tại và đưa ra nhận xét đúng cho hướng đi của thị trường. Cũng như có sự lựa chọn thời điểm mua bán cổ phiếu chuẩn hơn. Ba Mối tương quan giữa giá và khối lượng giao dịch chứng khoán là gì? Theo quy luật cung cầu của thị trường giá sẽ tăng khi cầu lớn hơn cung và ngược lại giá giảm khi cung lớn hơn cầu. Giải thích chung sự tương quan giữa giá và khối lượng giao dịch có 4 trường hợp lớn: giá tăng khối lượng giao dịch tăng, khối lượng tăng cho thấy thị trường đang rất sôi nổi, người mua người bán nhiều, số lượng người mua kỳ vọng giá sẽ đi xa hơn nữa đa phần mọi người đều tham gia vào lúc này giá giảm khối lượng giao dịch giảm thị trường lúc này ảm đạm người muốn mua bán ít dần sự lên xuống của hàng hóa không còn được quá chú ý giá sẽ di chuyển chậm dần để chờ đợi dòng tiền vào thị trường trong giai đoạn này giá sẽ di chuyển chậm và chờ đợi một bước chuyển mình giá tăng khối lượng giao dịch giảm trong xu hướng tăng được xem là một tín hiệu giảm giá khối lượng giảm thể hiện nhà đầu tư đang dần tránh xa hàng hóa vì giá cao cho thấy sẽ có thể xuất hiện đảo chiều trong xu hướng giảm điều này thể hiện xu hướng giảm có thể sẽ tiếp tục khi nhà đầu tư chưa chú ý tới hàng hóa giá giảm khối lượng giao dịch tăng trong một xu hướng giảm là một tín hiệu đảo chiều từ giảm qua tăng ta có câu hỏi ai là người mua nhiều như vậy khi giá đi đến vùng có thể mua được do tác động của tin tức các phân tích kỹ thuật có được vùng giá đó một lượng lớn nhà đầu tư sẽ nhảy vào thị trường khối lượng tăng cao khi xu hướng giảm báo hiện có thể thị trường đã đến lúc đảo chiều trong xu hướng tăng lúc này ta đặt ngược lại câu hỏi ai là người bán nhiều như vậy cũng có thể do tác động của tin tức các phân tích kỹ thuật mà đã xuất hiện vùng giá nên bán các nhà đầu tư bắt đầu chấp nhận bán giá thấp hơn một ít giá đi ngang khối lượng giao dịch tăng vọt lúc này giá đang trong phiên tích lũy thị trường bắt đầu chú ý tới hàng hóa hơn các nhà đầu tư cũng bắt đầu gom hàng vào thời điểm này đây là một tín hiệu tốt để mua hàng sử dụng mối tương quan giữa giá và khối lượng theo lý thuyết chung về phân kỳ và hội tụ tổng quát giá và khối lượng phân kỳ tức là chiều của khối lượng và giá ngược nhau một bên tăng một bên giảm và ngược lại thì xu hướng sẽ nhanh chóng đảo chiều giá và khối lượng hội tụ tức là giá cùng chiều với khối lượng cùng tăng hoặc cùng giảm thì xu hướng sẽ tiếp tục bền vững trên đây chỉ là 7 trường hợp và lý thuyết chung về sự tương quan này, để cho mọi người tư duy được volume hay giá tác động đến thị trường như nào, chứ không hoàn toàn chính xác IV. Một số chỉ báo khác phân tích khối lượng giao dịch, chỉ báo phân tích khối lượng OBV, OBV on balance volume, là một chỉ báo thể hiện mối quan hệ giữa khối lượng giao dịch và giá cả, chỉ báo phân tích khối lượng MFI, MFI, Money Flow Index, là chỉ báo thể hiện sức mạnh của dòng tiền chảy vào loại hàng hóa. Hàng hóa có sôi động hay không, đến đây bạn đã phần nào hiểu được khối lượng giao dịch chứng khoán hay volume là gì. Mối tương quan giữa giá và khối lượng giao dịch. Hy vọng bạn sẽ áp dụng tốt và thu về lợi nhuận. Hy vọng những chia sẻ của đầu tư là gì sẽ giúp các bạn giải quyết những thắc mắc về khối lượng giao dịch chứng khoán là gì. Để hiểu thêm về thị trường chứng khoán cho người mới bắt đầu, thông tin đầu tư sẽ giúp bạn những thông tin hữu ích quan trọng và cần thiết về thị trường chứng khoán lựa chọn đầu tư là ở mỗi người nhưng lựa chọn đúng sẽ quyết định rất lớn đến thành công trong tương lai chúc các bạn thành công